Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch khóa 15 tổ chức phiên họp thứ 3, phiên họp bất thường. Điều tra nguyên nhân cháy rừng sản xuất tại huyện Quảng Ninh. Chuyên mục Những bông hoa đời thường có phóng sự Người cao tuổi làm theo gương Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, chắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thẳng lời di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và quy chế hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã tổ chức phiên họp thứ 3, phiên họp bất thường để hiệp thương bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch khóa 15. Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra trong tháng 4 năm 2014 đã hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã thống nhất hiệp thương cử chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên thường trực để lãnh đạo Ủy ban Mặt trận giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 12 đã hiệp thương cử ông Hoàng Văn Minh là chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch làm phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 12. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, hiệp thương, thống nhất cử ra chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện Bố Trạch nhằm đảm bảo nhiệm vụ lãnh đạo các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, đã thống nhất cử đồng chí Lê Duy Hưng, huyện ủy viên, chủ tịch Hội nông dân huyện, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa 15, giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2014-2019. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình cũng vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2014-2018. Sau khi trao đổi bàn bạc xây dựng các mục tiêu nội dung, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã thống nhất chương trình phối hợp hoạt động gồm các nội dung chính như sau: lãnh đạo, chỉ đạo quản triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức lao động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết của Trung ương và của tỉnh ủy; thực hiện tốt pháp luật lao động, luật công đoàn và các quy định của pháp luật; lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh gần với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đảm bảo chất lượng theo quy định của tỉnh ủy và đảng ủy khối về phân cấp quản lý cán bộ; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động hàng năm tại các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp; trao đổi thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng tâm trạng của cán bộ đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; vận động cán bộ đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Hôm qua ngày 13 tháng 9, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về văn hóa an toàn hàng không, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có đầy đủ các loại hình giao thông vận tải, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Chính vì thế, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông luôn được các cấp, các ngành chủ trọng đẩy mạnh. Tuy nhiên, đối với an toàn hàng không thì đây là một lĩnh vực đang còn mới, ý thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế nên đã xảy ra tình trạng người dân cắt cỏ, chăn thả gia súc trong khu vực sân bay, tự ý trồng cây, xây dựng các công trình vi phạm chiều cao, giới hạn chở người vật hàng không. Điều này xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về an ninh an toàn hàng không của người dân, nhất là các hộ dân sống lân cận khu vực sân bay. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung giới thiệu và phổ biến cho các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, những nội dung về quy định công tác quản lý chở người vật hàng không, những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan đơn vị đối với công tác quản lý chở người vật hàng không, quy hoạch bề mặt giới hạn chở người vật hàng không gắn với quy hoạch cảng hàng không. Sự chồng chéo trong quản lý đất sân bay gây khó khăn trong việc quản lý, giải quyết các vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần giúp các đoàn viên thanh niên ý thức hơn về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền về an toàn hàng không, góp phần đảm bảo cho những chuyến bay luôn an toàn tuyệt đối. Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải và Tỉnh đoàn Quảng Bình đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Ngày 12 tháng 9, huyện đoàn Xuân Hòa đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015. Trong năm học vừa qua, 100% đoàn trường đã tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên. Các phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc, phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã tạo môi trường khuyến khích học sinh học tập rèn luyện tốt. Cùng với đó, đã tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, lồng ghép tuyên truyền về tình yêu quê hương đất nước, hướng dẫn kỹ năng sống và học tập cho đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, duy trì hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thực hiện chương trình tiếp sức đến trường. Trong năm học vừa qua, các liên đội đã quyên góp được trên 85 triệu đồng giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lại trường học tập. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ để thực hiện công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2014-2015 đạt kết quả cao. Nhân dịp này, huyện đoàn Tuyên Hòa đã thăng giấy khen cho 26 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2013-2014, trao thưởng cho 4 học sinh đạt giải trong kỳ thi tin học trẻ do tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức. Thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa qua, Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch đã triển khai thông tư số 119 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh, cán bộ thuế trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch đã giới thiệu những nội dung cơ bản của thông tư số 119/2014 của Bộ Tài chính về cải cách đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Theo đó, các thông tư ban hành trước đây cần phải sửa đổi bổ sung, đó là thông tư số 156/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, thông tư số 111/2013 về thuế thu nhập cá nhân, thông tư số 219/2013 về thuế giá trị gia tăng, thông tư số 08/2013 về các mẫu bản kê nộp thuế, thông tư số 39/2014 về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và thông tư số 78/2014 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị, Chi cục Thuế huyện Quảng Trạch đã triển khai kê khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng cho các đơn vị thuộc Chi cục Thuế huyện quản lý. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2014 phải khai thuế theo biểu mẫu 10 quy định tại thông tư số 119 và kể từ tháng 10 năm 2014, các doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế qua mạng, không trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại địa phận xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã nhanh chóng tham gia chữa cháy và kịp thời dập tắt đám cháy. Vào khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 9, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã phát hiện một vụ cháy rừng tại khoảnh 6, tiểu khu 362, nằm trong quy hoạch rừng sản xuất. Đây là loài rừng trồng cây lá cam thuộc dự án IRCD được trồng từ năm 2000 và một số cây phi lao. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đã nhanh chóng huy động lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ đồng hồ sau,
đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khi phát hiện đám cháy thì đầu tiên trạm chúng tôi là huy động lực lượng tại chỗ, ví dụ là lực lượng của trạm và lực lượng của các hộ dân mà đã tham gia công tác bảo vệ rừng đến hiện trường để dập lửa. Trong quá trình dập lửa đám cháy lớn, cho nên chúng tôi thông báo cho ban quản lý rừng và cả các chính quyền địa phương các xã lân cận để hỗ trợ lực lượng. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy đã làm thiệt hại 5,6 hecta rừng sản xuất, trong đó 2,9 hecta cây keo lá tràm với mức độ thiệt hại khoảng 30% và 2,7 hecta là đất trắng cỏ rươi và một số diện tích cây phi lao. Mặc dù vụ cháy rừng được phát hiện kịp thời và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng tham gia chữa cháy, tuy nhiên địa điểm xảy ra cháy nằm xa trung tâm, lại có nhiều trắng cỏ rươi, rất dễ bắt lửa nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Rừng phòng hộ những năm trước đây hiện nay đã được chuyển thành rừng sản xuất rồi, nhưng mà do mình bảo vệ tốt cho đó, cây nó phát triển tốt và là đặc biệt là cái lớp vật liệu cháy hết sức dày, và cái kinh phí để mà vệ sinh rừng và cái đặc thù của vùng cát là do cái cỏ rươi với cái cành khô lá rụng rất là lớn, cho đó mình không có thể mà vệ sinh được rừng. Trước khi cái mùa phòng cháy đấy thì có một cái biện pháp là xây dựng đường ranh để mà ngăn nó ra, nhưng mà do ở đây cái đám cháy xảy ra nó xa các cái đường giao thông, do đó khi mình phát hiện kịp thời nhưng mà tiếp cận đến đám cháy thì nó mất nhiều thời gian, do đó là cái đám cháy nó đã loang ra. Hiện nay ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình đang tăng cường tối đa lực lượng tuần tra canh gác 24/24 giờ, đồng thời theo dõi mức độ phục hồi của cây rừng bị ảnh hưởng, phối hợp với chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân của vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa có công văn số 1114 UBND về việc quản lý nhà hàng nổi, giàng bè, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kính gửi Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. Hiện nay, trên địa bàn một số địa phương trong tỉnh có các nhà hàng nổi, giàng bè, kinh doanh dịch vụ ăn uống đang hoạt động. Từ tháng 6 năm 2014 trở về trước, loại phương tiện này được Chi cục Đăng kiểm số 13 thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý kỹ thuật cấp hồ sơ đăng kiểm. Tuy nhiên, sau khi rà soát theo luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản số 3137 DKVN TS ngày 30 tháng 7 năm 2014 nêu rõ, loại phương tiện này gọi là nhà bè thuộc diện không phải đăng ký đăng kiểm. Để đảm bảo an toàn cho hành khách sử dụng dịch vụ, ngăn ngừa tai nạn ở các nhà bè trong mùa mưa bão, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý, tổ chức kiểm tra các nhà bè đang hoạt động trên địa bàn, tập trung vào các nội dung sau: trang thiết bị an toàn, hệ thống điện, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, chống cháy nổ trên nhà bè, việc trang trọng neo buộc phòng chống bão lũ, việc di chuyển phương tiện về nơi trú ẩn khi có trông tụ bão với gió từ cấp 7 trở lên, số lượng người sử dụng dịch vụ không được quá sức chở của nhà bè. 2. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng phương án quản lý các nhà bè có kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2014. Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các sở ban ngành đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Kỳ thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tuân. Hết nội dung công văn. Chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang một số nội dung đáng quan tâm khác. Quảng Bình hỗ trợ gần 80 tỷ đồng cho các tàu tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa. Chuyên mục Những bông hoa đời thường có phóng sự Người cao tuổi làm theo gương Bác. Ngày 12 tháng 9 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa quyết định chi hơn 28,2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa. Đây là đợt hỗ trợ ngư dân thứ 5 trong năm 2014 của tỉnh Quảng Bình. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã hỗ trợ cho ngư dân trong tỉnh bám biển sản xuất với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng. Theo đó, trong đợt này, Quảng Bình sẽ trích từ nguồn trung ương bổ sung thuộc ngân sách tỉnh năm 2014 để hỗ trợ 28,2 tỷ đồng cho ngư dân các địa phương mua nhiên liệu, máy thông tin liên lạc, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Cụ thể, thành phố Đồng Hới hơn 6,3 tỷ đồng, huyện Bố Trạch trên 11 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch gần 4 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn gần 7 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng. Được biết, đây là đợt thứ 5 trong năm nay, tỉnh Quảng Bình thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần giúp ngư dân có điều kiện ra khơi, yên tâm bám biển sản xuất. Như các chính sách hỗ trợ, nên từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã đạt tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản trên 44.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác đánh bắt được trên 37.000 tấn,
đạt gần 82% kế hoạch năm 2014. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại sản xuất rộng kết hợp chăn nuôi, làm ăn kinh tế có hiệu quả. Mô hình trang trại của anh Lê Xuân Ngọc tại thôn Tân Hà, xã Tân Thủy là một trong những điển hình như vậy. Xây dựng mô hình trang trại từ năm 2007 với diện tích gần 6 hectare đất, anh Lê Xuân Ngọc đã mở rộng phát triển quy mô trang trại qua từng năm. Nhờ áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đến nay, trang trại của anh Ngọc nuôi từ 5 đến 6 vạn con ếch rồng, trên 4 tấn gà rồng trong một vụ, mỗi năm nuôi 3 lứa gà thương phẩm, trung bình một lứa trên 4.000 con. Được biết, trang trại của anh Lê Xuân Ngọc đang là nơi cung cấp ếch rồng lớn nhất trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Tổng thu nhập từ mô hình trang trại mang lại thu nhập cho anh Ngọc trên 2 tỷ đồng. Trong đó, sau khi trừ hết chi phí, anh thu lãi trên 300 triệu đồng. Những năm gần đây, người dân ở địa bàn huyện Quảng Trạch luôn chủ động phát triển kinh tế theo mô hình vườn ao chuồng khép kín. Chăn nuôi theo hình thức này vừa tránh được ô nhiễm môi trường, vừa nâng cao được nguồn thu nhập. Điển hình là mô hình chăn nuôi vịt kết hợp với thả cá của gia đình ông Dương Minh Khai ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Hiện nay, gia đình ông Dương Minh Khai nuôi gần 1.000 con vịt với khoảng 80% đến 90% số vịt đang thời kỳ đẻ trứng. Bình quân mỗi ngày, gia đình thu nhập khoảng 200 đến 250.000 đồng từ tiền bán trứng. Trong quá trình nuôi, ông thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại, tránh ô nhiễm môi trường, giúp đàn vịt khỏe mạnh, chống được dịch bệnh. Ngoài nuôi vịt, ông Dương Minh Khai còn đào ao nuôi cá với diện tích hơn 1 hectare, thả nuôi các loài cá như trôi, mè, chép, cá trắm, rô phi. Đây là những dòng cá tương đối dễ nuôi, ít dịch bệnh, không kén nguồn thức ăn, thị trường tiêu thụ rộng, giá cả phù hợp. Mỗi năm gia đình ông thu lãi trên 150 triệu đồng từ mô hình nuôi vịt kết hợp với thả cá. Thưa quý vị và các bạn, dù ở thời điểm nào, người cao tuổi luôn đóng vai trò và vị thế hết sức quan trọng đối với xã hội. Vì đây là những người có kinh nghiệm và uy tín, là lực lượng nòng cốt trong việc tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuổi cao chỉ càng cao. Những năm qua, người cao tuổi tỉnh Quảng Bình luôn nêu gương sáng, không ngừng học tập rèn luyện theo tấm gương đạo đức của người. Mỗi việc làm của các cụ không chỉ là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, mà còn đóng góp một phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi luôn là những người đi tiên phong trong các phong trào thi đua, trong đó có phong trào xây dựng nông thôn mới. Từ kinh nghiệm và uy tín của bản thân, rất nhiều người đã tích cực hiến kế, hiến công cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc động viên con cháu tham gia hiến đất, hiến tài sản, người cao tuổi còn là một tuyên truyền viên tích cực trong việc giúp người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của phong trào, từ đó vận động người dân chung sức cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lời dạy của bác là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Do đó là trước hết là đảng viên phải vận động gia đình của đảng viên, rồi anh em dòng họ của đảng viên thực hiện. Mà là bản thân tôi là bí thư chi bộ là phải thực hiện đầu tiên. Trước hết là phải vận động gia đình, trước hết là gia đình phải thực hiện tốt. Đầu tiên là cái việc là hiến đất, hiến cây, rồi có cái công trình mà xây dựng trên có hành lang mà không đảm bảo được cái quy hoạch đường thì phải tháo dỡ. Thì anh em dòng từ chỗ gia đình như vậy thì anh em bà con rồi dòng họ mình là phải thực hiện. Sau đó tuyên truyền lan rộng đến là toàn dân trong thôn họ rất đồng tình. Tính đến nay, người cao tuổi tỉnh Quảng Bình đã hiến trên 970.000 mét vuông đất, tham gia đóng góp trên 210.000 ngày công cùng tài sản và tiền mặt với giá trị trên 5 tỷ đồng. Học theo gương bác, người cao tuổi còn tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Phát huy tinh thần của anh bộ đội Cụ Hồ, những hội viên hội người cao tuổi là cựu chiến binh đã không ngại khó khăn thi đua lao động sản xuất giỏi, đồng thời động viên con cháu xây dựng trang trại, gia trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, tỉnh Quảng Bình có gần 3.000 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 815 người cao tuổi có thu nhập trên 50 triệu đồng trên một năm. Điều này nói lên rằng người cao tuổi góp phần không nhỏ đối với việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
từ chỗ là anh bộ đội cụ Hồ về thì bây giờ phát huy cái năng lực và phát huy cái vai trò của anh bộ đội cụ Hồ thì phải là cố gắng vượt khó để trong thời gian mình đang còn sức khỏe thì làm để cho cộng đồng, tức là cho gia đình sau nữa để làm giàu và làm cho xã hội tiến lên. Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp hội người cao tuổi tỉnh Quảng Bình thực hiện có hiệu quả. Đến nay, có gần 1.570.000 lượt người cao tuổi Quảng Bình đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng. Ngoài việc gương mẫu, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, người cao tuổi còn là những hòa giải viên tích cực, là người dân vận khéo. Đúng như Bác Hồ đã từng viết, phù lão hô, nhân dân hưởng ứng, phù lão làm, nhân dân làm theo. Hô điều nên hô, làm việc nên làm. Từ uy tín và tinh thần trách nhiệm của mình, người cao tuổi luôn động viên con cháu làm những điều hay, lẽ phải, luôn là tấm gương thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, tạo mối đoàn kết toàn dân. Các cấp hội người cao tuổi trong toàn tỉnh còn tích cực vận động hội viên, kiên quyết đấu tranh với những tiêu cực trong xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Điều này đã góp phần không nhỏ trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Người cao tuổi cũng là những người đã từng trải, người có công sinh thành, người đã từng hy sinh cống hiến qua các cuộc kháng chiến. Bây giờ người ta tuổi cao, nhưng mà rồi là thực hiện như là Bác Hồ dạy là tuổi cao nhưng mà chỉ về càng cao. Vậy rồi là Trung ương Đảng tặng là tuổi cao chỉ càng cao và nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính là cái lời tặng đấy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lời khích lệ, cái lời đồng viên, cái lời nhắn nhủ người cao tuổi phải tiếp tục phát huy cái vai trò của mình trong xã hội, trong cộng đồng dân cư, trong và mình làm sao để là người cao tuổi thực sự là tấm gương sáng cho con cháu trong gia đình, trong cộng đồng dân cư và trong xã hội. Thế nên là người cao tuổi luôn luôn tâm đắc, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn trăn trở. Bây giờ cũng làm gì, làm như thế nào để góp một cái phần của mình và cái thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nếu như chúng ta biết tổ chức lại, biết vận động, biết tập hợp, biết đồng viên, biết cổ vũ, cộng thêm cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người cao tuổi thì chắc chắn cái lực lượng người cao tuổi, 10 vạn người cao tuổi trên địa bàn tỉnh ta sẽ tiếp tục phát huy phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh ta để góp một phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, quân dân tỉnh ta để xây dựng cái Quảng Bình chúng ta là phát triển nhanh, bền vững. Bằng những việc làm phong phú, thiết thực, người cao tuổi trong toàn tỉnh đã và đang nêu gương sáng cho mọi người học tập, xây dựng quê hương ngày càng khang trang, đổi mới. Đúng như lời Bác Hồ dạy, tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh. Mời quý vị và các bạn theo dõi công điện số 02 CD PCLP TKCN lúc 13:30 ngày 14 tháng 9 năm 2014. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình điền Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã và các sở ban ngành. Theo bản tin của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, hồi 13:00 ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão Kamenzi ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 123,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 120 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các cấp, các ngành triển khai thực hiện một số nội dung như sau. 1. Thực hiện nghiêm túc công điện số 20 CDTU hồi 8:30 ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. 2. Thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để thông báo kịp thời với các chủ phương tiện. 3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để tổ chức ứng cứu khi có yêu cầu. 4. Tổ chức được ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Hết nội dung công điện. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão gần biển Đông. Hồi 13:00 ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão Kamenzi ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 123,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 120 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14, cấp 15.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy, đêm nay 14 tháng 9, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Bắc. Số gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 đến 166 km một giờ, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay 14 tháng 9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Kamenzi có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, nên thời tiết trong 24 giờ tới mới thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 14-25 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 34 độ. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức về thể thao.